Mặc dù hạ thấp những lời đe dọa về một cuộc chiến tranh của Triều Tiên, song Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua cũng đã có một động thái nhằm tránh kích động thêm những hành động cứng rắn của Bình Nhưỡng. Đó là tuyên bố lùi thời gian một vụ thử tên lửa liên lục địa sang tháng 5. Theo kế hoạch thì vụ thử này sẽ diễn ra vào tuần sau. Theo một quan chức của Lầu Năm Góc, việc hoãn vụ thử tên lửa vào thời điểm này là vì Washington không muốn gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào từ phía Triều Tiên có thể khiến dẫn tới xung đột. Trong lúc này thì tuy chưa xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, nhưng những tác động tiêu cực của tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã bắt đầu được nhận thấy rõ tại khu công nghiệp chung Kaesŏn, một biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai miền. Khu công nghiệp chung Kaesŏn nằm tại khu phi quân sự trên đất của Triều Tiên đang có nguy cơ phải đóng cửa khi các doanh nghiệp tại đây đang lần lượt thông báo ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do thiếu nguyên liệu. Kể từ khi Triều Tiên từ chối cấp phép cho các nhân viên quản lý và các xe tải chở lương thực và nguyên vật liệu vào khu công nghiệp này, đã có 4 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và nhiều nhân viên phải rời khỏi đây. Khu công nghiệp chung Kaesŏn luôn đóng vai trò là một yếu tố chủ chốt giúp hai miền Triều Tiên cải thiện quan hệ và giảm thiểu căng thẳng. Vì thế, đối với chính phủ Hàn Quốc lúc này, việc duy trì hoạt động sản xuất bình thường ở Kaesŏn là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay. Cho tới nay, Seoul không có ý định rút hết nhân viên Hàn Quốc khỏi Kaesŏn bởi tình hình chưa đến mức quá nghiêm trọng. Theo thống kê mới nhất, hiện Hàn Quốc có 123 doanh nghiệp điều hành các nhà máy sản xuất hàng công nghiệp nhẹ tại Kaesŏn.